tới ngày hôm nay là em vô em cắt chỉ thì mọi người khen nhiều lắm. Nói chung là nhìn em rất là khác, nhìn em nhận không ra em nữa. Chồng em thích lắm, cũng ra đi vô làm mũi luôn, tại vì nhìn cái mũi rất là thích. Rồi mẹ em nữa thôi, kiểu như mẹ em cũng rất là khó trong cái chuyện làm đẹp, nhưng mà mẹ em ngày nào cũng nhìn em là cũng khen, là nhìn em rất là tự nhiên. Chào mọi người, em tên là Thư, em ở Cam Ranh. Hiện tại công việc của em là một phun xăm. Mũi của em ngày hôm nay là được 12 ngày, em tới cắt chỉ. Dịch vụ của em là làm mũi cấu trúc, sụn tai và mọc trung bì mỡ. Mũi cũ của em á, thì nó thấp lắm. Ngay chỗ cái sóng này, chỗ này nó không có sóng luôn. Mà đầu mũi của em rất là to. Sau khi em tìm hiểu nhiều nơi trên TikTok á, thì em có biết bác Phương, em coi rất là nhiều clip của bác Phương. Nói chung lúc nào clip nào ra em cũng coi. Xong rồi em quyết định là nâng bác Phương luôn, tại vì em thấy cái phương pháp của bác Phương rất là phù hợp. Cái mũi của em á, nhìn thấy rất là an toàn, cho nên là em chọn bác Phương để em gửi gắm cái mũi của em. Em cũng có coi nhiều nơi nhưng mà em chỉ mới coi bác Phương đây thôi. Từ khi em coi được cái clip của chị kia, mũi cũng thấp nhìn như em vậy á, xong rồi em có vô em comment, em có kêu là sĩ chắc em vô sớm vô gặp bác, là em có coi bác tầm một tháng, cái em vô em biết liền. Em cũng thích làm mũi từ lâu rồi, nhưng mà em coi nhiều chỗ, thường thường em thấy chỗ người khác làm mũi, cái đầu mũi thì nó hơi nhọn, cái em không thích, nhưng mà em thấy chỗ bác có làm trung bì mỡ, nhìn cái đầu mũi nó rất là tròn, nhìn nó rất là an toàn, cho nên là em chọn bác vô bác làm. Em chọn phương pháp là làm sụn tai, thì bác cũng tư vấn cho em là bọc đầu mũi bằng đệm trung bì, thì em chọn phương pháp đó luôn. Em đi làm mũi thì em đi một mình thì em rất là run. Lên tới nơi làm thì em chọn phương pháp tiền mê, trong lúc làm thì không có đau một chút xíu nào luôn, không có biết cái cảm giác gì hết trơn á. Lúc mà làm ra thì cũng không thấy đau, qua ngày hôm sau nó ê một xíu thôi chứ không có đau đớn cái gì đó. Em thấy nhẹ nhàng lắm, đúng là chọn phương pháp tiền mê là lựa chọn đúng đắn của em. Em làm nghề phun xăm thì em thấy phun môi nha, nó còn đau hơn là nâng mũi nữa. Thật ra nâng mũi nó không có đau xíu nào hết á. Khi làm xong á thì em qua bên chỗ bác để vệ sinh mũi được 7 ngày em tháo nẹp, rồi hôm nay cắt chỉ cũng gặp bác để tái khám. Em cảm thấy toàn bộ cái quy trình làm việc của ekip chỗ bác á rất là chỉnh chu, nhiệt tình, dễ thương. Cái ngày mà em mới làm xong á, khi mà em ra cái phòng hồi sức á, em có chụp hình cho mọi người coi, là mọi người ai cũng khen á, bạn bè em là ai cũng háo hức, nhất là chồng em là khen đầu tiên rồi. Em cứ gọi cho mẹ em, rồi bạn bè em là ngày hôm đó là người ta cũng đã khen rồi. Tới ngày hôm nay á, là em vô em cắt chỉ á, thì mọi người khen nhiều lắm. Nói chung là nhìn em rất là khác, nhìn em nhận không ra em nữa. Chồng em thích lắm, cũng ra đi vô làm mũi luôn, tại vì nhìn cái mũi rất là thích. Rồi mẹ em nữa thôi, kiểu như mẹ em cũng rất là khó trong cái chuyện làm đẹp, nhưng mà mẹ em ngày nào cũng nhìn em là cũng khen, là nhìn em rất là tự nhiên, nhìn sóng mũi rất là đẹp, rồi đầu mũi tròn, nhìn kiểu như không có bị lố. Cá nhân em cũng rất là thích luôn, tại vì cái mũi em thì có khuyết điểm là nó thấp với lại nó to, thì em cũng thích đi làm rất là lâu rồi. Khi mà làm xong được cái dáng mũi ưng ý á, trời ơi, giống như là được thỏa niềm mơ ước của em vậy. Bạn nào mà có ý định đi nâng mũi á, thì nên đi làm sớm đi, tại vì làm sớm thì đẹp sớm, tới gặp bác là không bao giờ hối hận đâu. Nói chung rất là xứng đáng ạ. Cảm ơn bác sĩ và ekip của bác sĩ nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em. Xin chào mọi người.